Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng kỳ chiều cường, hiện mực nước sông Sài Gòn đang lên nhanh. Trong chiều tối nay, nhiều khu vực vùng trũng thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục bị ngập úng khi mức chiều cường vượt báo động 3. Do chiều cường đạt đỉnh vào giờ tan tầm nên gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân tại thành phố. Trong chiều và tối nay, theo mực nước đo được tại trạm Phú An thuộc sông Sài Gòn, đỉnh chiều đạt mức 1,6m. Nhiều tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương ngập sâu. Theo dự báo, vào ngày 21 tháng 10, chiều cường đạt đỉnh ở mức 1,62m, cao hơn mức báo động 3 là 12cm vào lúc 17:30. Mực chiều cường này sẽ khiến các vùng trũng thấp, nhất là khu vực nội thành, tiếp tục bị ngập úng nặng. Đợt chiều cường sẽ hạ dần trong những ngày tiếp theo. Ngoài ra, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khoảng thời gian này, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới. Kiểu thời tiết này có thể gây ra mưa vừa đến rất to ở nhiều nơi. Thank you.